Ít bột lắm, ngon cực kỳ luôn á. Cho em mập vài chục giây để quảng cáo nha cả nhà. Mập em có bán đồ ăn vặt, các món đặc sản như khô, mắm, lạp xưởng, dưa mắm, chả các loại và nhiều món hấp dẫn khác nữa, bảo đảm ngon xuất sắc và nhức cái nách nè. Cả nhà kết bạn số Zalo của Mập ở bên trái màn hình số 0879299932 để xem nhiều món và đặt hàng ủng hộ Mập nhé. Mập sẽ không làm cả nhà thất vọng đâu. Mập cảm ơn cả nhà rất nhiều. Mãi yêu. Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Hằng Mập Food của Mập nha. Hôm nay Mập ăn canh bún này cả nhà. Mập mời cả nhà thưởng thức cho Mập nha. Đây, ở đây là Mập có order về 3 phần canh bún nha cả nhà. Bún bún ở đây là bún sợi to nha. Thì hay Mập biết thì ở Sài Gòn này thì đa số là ăn bún sợi to này cả nhà, canh bún á. Thì riêng Sài Gòn nha cả nhà. Còn mấy chỗ khác thì Mập không biết ăn với lại cái sợi bún to hay nhỏ thì Mập không biết nha. Còn Mập ăn ở Sài Gòn thì đấy thấy đa số là ăn sợi to. Còn bây giờ Mập sẽ vắt chanh cho mình ăn kèm với lại rau muống trụng nha cả nhà. Đó, ở đây thì có da heo nè. Rồi riêu cua này cả nhà. Rồi đậu hũ, huyết heo cả nhà. Với lại ba cái chả miếng chả này chả gì nè, chả lá chuối cả nhà. Đó, rồi. Ở đây thì Mập có lấy chả lụa ở nhà Mập bán thêm nè. Đó, Mập ăn thêm cả nhà. Còn bây giờ Mập sẽ cho mắm guốc. Quên, mắm tôm vô nha cả nhà. Dít một miếng thôi. Đó, mắm tôm này là của Sông Hương nè, một tí Mập sẽ kể chuyện cho cả nhà xem về cái mắm tôm Sông Hương này cả nhà. Đó, cho một ít thôi. Đó, mắm tôm này là mắm tôm Bắc. Đó, của Sông Hương Food. Đây, còn ở đây là cũng là mắm tôm mà pha sẵn rồi đó. Có ớt ở trong. Cái này ăn tựa như bún riêu vậy đó cả nhà. Mà bún riêu thì thường thường ăn cái sợi nhỏ. Sợi bún ngon lắm. Đây. Cái này cũng là mắm tôm luôn. Nói đây nè, có lợi ớt. Ớt xay với lại chanh đó cả nhà. Giờ Mập sẽ để rau muống vô nha, rau muống trộn. Người ta cho 3 phần mà người ta cho quá trời rau muống luôn. Vậy mà Mập mua thêm 2 phần rau muống nữa đó. Bởi vì ra nhiều vậy đó. Đây. Mập lấy nước ít hơn cả nhà. Canh bún á, thì Mập ít ăn thường hơn cái bún riêu. Tại vì cả nhà biết sao, đa số á là ăn canh bún không có ăn với thịt heo, không có ăn với giò heo rồi, còn ăn với bún riêu thì có, nên Mập thích ăn chứ hơn. Nhưng mà cái này cũng có cái ngon của nó là ăn với rau muống luộc nữa nha, rau muống trụng nè, nó sẽ thích hơn. Chỗ này Mập ăn thường ngon lắm. Ngay chỗ góc đường Nguyễn Thái Sơn với lại Phan Văn Trị với cái nhà. Mà nó nằm trong đường Nguyễn Thái Sơn.
30.000 phần. Có những thứ như này nè, mà không có chả lụa nha, chả lụa nhà mập bán á, mập để vô á. Chả lụa nhà mập bán, mập đấy của người ta là chả lụa nóng cả nhà, rất là ngon luôn, ít bột lắm. Này nào, đó. Cái về cái mập bảo quản á, mập để vô tủ đông, mập mập cấp đông, xong á, ví dụ như mập có ăn á nha, hoặc là mập bán cho khách mập á, thì mập kêu là người ta nhầm người biết thì thôi, người không biết người kêu mà bảo quản sao rồi cách gã đông rồi sao, thì mình gã đông ra chừng nào nó hết đông á cả nhà, rồi hấp lại hoặc là để đông vậy rồi cắt ra ăn cũng được, nhưng mà mình hấp lại. Ít bột lắm, ngon cực kỳ luôn á. Mẹ mập nói á, là cái lụa mà ăn mà cắn sụt 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 á là ít bột lắm, còn bột nhiều ha là ăn dẻo nhẹo ha. Mập đấy 3-4 chỗ rồi mà chấm được chỗ này nên mập bán tới giờ cũng nó làm vậy. Mập đấy không, mập ăn thử trước. Cái này hàng loại 1 mà bán 200.000 ký, nửa ký 100.000. Ra heo chấm với mắm tôm nhức nhỉ luôn. Chỗ này là chả chả heo, chả lá chuối nữa nè, tao gói lá chuối á. Trắng chúng hợp tiêu cay quá nên mập kêu là chả lá chuối. Riêu à, riêu cua nè. Thơm mùi cua dễ sợ, này làm cua nhiều cả nhà. Có chỗ á, người ta chưng trứng nhiều nên không có nghe mùi cua nhiều. Hồi trước dịch giờ mập mới ăn lời chỗ này á. Giờ muốn chắc ăn không hết đâu. Giờ muốn luộc á, trụng á. Nãy mập lấy ít nước. Lạc à, thêm mắm tôm nữa. Để mập nói mà kể cái câu chuyện của Sông Hương Food nè. Hằng Mập Food ăn sản phẩm của Sông Hương Food. Cái này là mắm tôm nha cả nhà. Nói chung á, mập khẳng định là hôm nay mập không có giới thiệu hoặc là quảng cáo hoặc là PA gì cho cái Sông Hương Food này hết cả nhà. Nhưng mà mập muốn chia sẻ cả nhà một câu chuyện là vô tình thôi. Là mập quen được với cái anh mà chủ của Sông Hương Food này, anh là anh tổng giám đốc của Sông Hương Food này nè cả nhà, làm ra cái sản phẩm đó đó. Ở bên đó thì có bán cà pháo, rồi bánh bánh nậm, rồi bánh bột lọc, đồ này kia, cà pháo, rồi mắm nêm, đồ này kia. Thì cũng vô tình là mập làm cái clip cà pháo mắm tôm á.
với thịt luộc đó cả nhà. Cái nhân viên của ảnh xem được rồi mấy nói là mấy nhắn tin với Mập, mấy anh bóc riêng cho Mập là xin cái clip để đăng lên cái trang bếp đó. Rồi Mập xin nhắn tin hỏi ý kiến mình trước á, cái Mập mới nói là bên Mập với lại bên ảnh không có cái hợp đồng hay là không có cái thỏa thuận gì hết nên không có đăng hình ảnh Mập lên đó được. Nhiều khi khách khán giả xem á mà vô mua hàng của ảnh á, thấy Mập ở trên trển á thì cái hình ảnh của Mập thì thay vì Mập không có nhận quảng cáo gì hết mà thấy vậy là nói ồ chắc thằng này quảng cáo cho bên Sông Hương nên Mập không có chấp nhận á nha. Đó, câu chuyện mới mở đầu thôi. Rồi không dừng lại đó, rồi cái ảnh ảnh mới nghe nhân viên ảnh nói lại là thấy Mập review dễ thương vậy đó, anh vô anh xem thử đi. Ảnh mới ảnh mới vô anh xem, cái ảnh mới thấy là ảnh mến Mập, ảnh mới inbox ảnh mới inbox cho Mập, rồi ảnh gọi điện cho Mập nữa. Rồi Mập mới bắt máy lên nói em không có đồng ý anh đăng lên trang page của anh vậy nha, tại vì em anh không có hợp đồng gì hết, ví dụ như em anh có một cái thỏa thuận gì đó anh đăng lên thì em chịu trách nhiệm về cái đó. Anh nói không, anh mến em lắm, nhưng mà Cương chị là một người rất là bận cái nhà, tổng giám đốc một công ty sông hương cái nhà Sông Hương Food này nè, là ở trên tất cả các hệ hàng của siêu thị Việt Nam này đều có sản phẩm của ảnh luôn. Rồi cái nhà, rồi cái ảnh nói là anh thấy xem clip em thấy là chân thật này kia, rồi cái anh nói em cho anh địa chỉ để anh gửi quà qua cho em, cái nói thôi em cảm ơn anh trước nha, rồi nhắn địa chỉ qua cho ảnh. Trời ơi, gửi cái nhà biết không, 20-30 bịch bánh luôn, rồi cái mấy cái hũ này nè anh gửi quá trời một thùng luôn, ăn nói chắc ăn cả năm chưa hết nha nhà. Rồi cái mấy nhắn tin ảnh này kia nọ, rồi cái cảm ơn ảnh này kia, rồi ảnh nhắn tin anh hỏi là nhà em có ai ăn chay đồ này nọ không, tại ảnh làm sản phẩm chay đồ á, ảnh đòi tài trợ Mập ăn cả đời luôn á nha, mà mắc cười lắm. Nói chung ảnh là một người rất là điềm tĩnh luôn, nói chuyện nhanh á. Ban đầu nha, tại vì cả nhà biết không, Mập tiếp xúc rất là nhiều người, người ta lấy hình ảnh của Mập á, tại vì Mập ăn trúng sản phẩm của người ta, là lấy hình ảnh của Mập người ta quảng cáo ở trên Facebook của người ta. Nói chung mình không phải là một người nổi tiếng gì, nhưng mà một người nào đó sử dụng hình ảnh của mình đó cả nhà thì mình phải có trách nhiệm, nhưng mà mình không biết, nhiều khi á ảnh hưởng tới mình lắm á, nên Mập phản đối lắm. Tại vì Mập thích ảnh một chỗ đó là cái tính ảnh rất là điềm tĩnh, ảnh giỏi kinh doanh nên Mập muốn học hỏi ảnh này kia. Mập muốn chia sẻ với cả nhà một câu chuyện là không nên tương tớp giống như Mập. Người ta điện, người ta có nhã ý là tặng quà mình mà nói không, em không chịu, em không có đồng ý là anh lấy hình ảnh của em anh đăng lên, trong khi em với anh chưa có thỏa thuận gì hết. Chia sẻ vui thôi cả nhà. Hồi trước giờ thì Mặt cũng sử dụng cái thương hiệu của ảnh nhiều lắm, Mập không quảng cáo. Nói chung á, cuộc sống của Mập á có nhiều cái trùng hợp lắm. Mập quên kể cho nhà xem, nó nghe đó. Là Mập hồi lúc mà ảnh chưa gọi điện cho Mập á, cái anh này nè, là Mập hay coi TikTok của anh. Cái hồi anh gọi điện nó chọn cái xanh này, anh quen với trời, vô Zalo được các bạn á, nó ổ xanh này anh quen chứ.
Hồi xưa giờ cũng có nhiều trường hợp trùng hợp vậy đó. Một đòn giả lộ của mập là nửa ký ở nhà mập phanh vậy nè. Đó giờ mập đi ăn mấy chỗ này nè là có canh bún bún riêu rồi mập chỉ gọi bún riêu thôi, chừng nào hết bún riêu mà ăn canh bún. Hôm nay ăn cái này thấy cũng ok, mà cái chỗ này nếu mà ăn canh bún á, thường thường á không có chỗ nào bán bún riêu, thì ghé chỗ này ăn canh bún thấy ăn cũng được. Còn sao hôm nay thấy ăn ngon quá trời. Không nhận, không phải một khen sản phẩm mà bán chứ cái chả lụa gì mà nó ngon, mà cũng hay cắt ra ăn lắm. Nói chung 30.000 đó nhờ, là vừa túi tiền, tại vì cái topping của nó cũng đơn giản không. Hôm nay mẹ quên pha trà rồi, mà nãy đợi mình nếu pha trà đợi trà nó ra nữa một cái thôi là lâu lắm đó nha. Nó thôi uống nước trắng đỡ luôn.
quên, hôm nay chùa miệng hơi bị nhiều, thế nào cũng bị la luôn. Bữa có ông kia ông giống nói em chùa miệng nhiều nhìn phản cảm mà mới biết là chùa miệng nhiều phản cảm đó cả nhà. Mua mốt mập ăn để cái miệng mập như trùng ngao vậy. Thử hỏi ăn mắm tôm á mà chỉ dính vòng 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 cái miệng cả nhà, mà hâm chùi cái mùi mắm tôm nó sọc lên nó mũi cả nhà. Là ăn canh bún này chỉ có mùi bún, chỉ có mùi mắm tôm thôi á. Hồi da heo sợ bún này là sợ bún bò á nha. Không chùi chứ không nổi. Thơm ngon tới giọt cuối cùng nha. Răng mình ăn đồ ăn ngon không á, nó có nhiều cái tốt nữa nha, nhưng mà cái á mà chiếm á, đa số nhất là cái món ăn đó ngon hay không thì cái đó không có thể nào bàn cãi rồi. Nhưng mà cái nhà thử cảm giác đói khi ăn nó sẽ ngon hơn gấp là nhiều lần á, so với mà mình no hoặc là mình lưng lửng khi ăn cả nhà. Thật sự mập ăn là lúc nào cũng vậy, mập đói mập ăn, bởi vì mập lúc nào cũng thấy ngon, bởi vì món nào cũng thấy cảm thấy là nó vừa miệng với lại nó dễ chịu hơn. Còn nhiều người người ta ăn nhiều khi no, trong lúc no cảm giác giống như là cái món đó nó không có tạo cảm giác thèm thuồng hay là sao không biết. Bởi vì đa số những món ăn mập ăn mập đó là nó ngon thì nó cũng ngon thiệt, nhưng mà một phần là mập đói mập ăn là mập cảm thấy ngon. Uống nước này không có hảo bằng cái gì trà đá cả nhà, trà đá nó có thơm thơm uống nó sẽ ngon hơn đó. Thì hôm nay mập ăn canh bún cả nhà đó, canh bún với lại nói chung topping nhiều quá không biết kể cái gì, giờ thì canh bún đi. Mong là cả nhà sao ủng hộ cho mập nhiệt tình cái clip này nha. Thì mập mua ở ngay chỗ cái này mập order người ta ship tới, nhưng mà mập mua ở chỗ mà góc đường Nguyễn Thế Sơn với lại Phan Nhân Trị Gò Vấp á, thì cả nhà có ăn thì ra đó mua nha, hoặc là order về thì
Hôm nay Mập ăn canh bún thì mong là cái nhà sẽ góp ý cái clip này để Mập hoàn thiện vào những clip sau nha cả nhà. Có gì thì bình luận phía bên dưới nha. Còn nếu mà ai thấy Mập ăn ngon hấp dẫn nè thì cho Mập một like nha. Còn nếu mà ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ Mập nha cả nhà. Nhớ nhấn cái chuông kế bên chữ đăng ký nha. Còn bây giờ thì Mập đã ăn xong rồi, kết thúc clip tại đây. Cảm ơn cả nhà đã giờ đã xem hết clip của Mập. Hẹn gặp cả nhà vào 6-7 giờ tối ngày mai nha. Bye bye.